một người việt giống hệt tổng thống obama một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ từ gương mặt hình dáng đến phong cách khi nói chuyện giữa hai người chỉ có điều ở bên kia bán cầu ông barack obama làm tổng thống của một nước mỹ giàu có còn bên này việt nam nguyễn đức vân hằng ngày lại say sưa với đồi sim thờ mộng ngâm thơ viết nhạc hoang ca cùng đức trời tạo vật Quả thật, mặc dù đã cố gắng hình dung ra sự tương đồng giữa hai người trong suốt chặng đường dài 130 km, nhưng khi gặp tôi đã phải giật mình vì không thể nào tin nổi trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế. Nguyễn Đức Vân cũng không sao giải thích nổi vì sao ông giống vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đến vậy. Ông có nước da ngầm đen, trán cao và nhiều nếp nhăn lớn, hàm răng đều và trắng, sống mũi cao, thẳng, lông mi rậm và dài đôi mắt nâu và sâu mái tóc xoăn ngắn và đen đặc biệt khi cười rất khó để nhận ra đâu là nụ cười của nguyễn đức vân và đâu là của obama trong lúc nói chuyện nguyễn đức vân cũng có những cử chỉ dùng tay minh họa cho lời nói rất giống với ông obama tất cả đã tạo nên một phiên bản tổng thống obama giữa đời thường ngẫu nhiên và kỳ thú điều kỳ lạ là cả obama và nguyễn đức vân đều cầm tinh con trâu Obama hơn nguyễn đức vân đúng một con giáp trước khi làm tổng thống nước mỹ Obama từng xuất bản hai cuốn sách bán khá chạy thì đến nay nguyễn đức vân cũng đã xuất bản tập thơ màu yêu thương và cả hai đĩa nhạc do chính nông thể hiện cùng các ca sĩ khánh vân hồng hạnh xuân phúc nghệ sĩ ưu tú tạ minh tâm được nhiều người ưa thích Nguyễn Đức Vân cho biết, vào năm 2009, khi ông Obama đắc cử và nhậm chức tổng thống thì cũng là lúc nhiều người nhận ra những nét tương đồng giữa ông và vị tổng thống trẻ tuổi của nước Mỹ này. Nghe tin Lâm Đồng có người giống Obama như đúc, nhiều người ở các tỉnh xa xôi khi lên Đà Lạt du lịch cũng đã không ngại vượt núi băng rừng, bỏ thời gian ghé tới Đồi Sim với lý do thăm nhà tu sĩ viết thơ, soạn nhạc, sống ẩn dật giữa tạo vật, nhưng mục đích cuối cùng là để tận mắt chứng kiến sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai con người này lần đầu tiên Nguyễn Đức Vân phát hiện ra mình có những nét rất giống tổng thống Obama là khi xuống Sài Gòn cùng nhóm bạn say thơ yêu nhạc lúc đó đang ngồi ăn cơm chay trong quán bỗng người đối diện nhìn ông ồ lên với vẻ đầy ngạc nhiên và thích thú sao thầy giống Obama có vậy trước câu hỏi thú vị Nguyễn Đức Vân khá bối rối chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu trả lời cũng không biết vì sao thầy giống nữa anh ạ à trong lần vô tình gặp gỡ này vị khách tỏ ra rất ngưỡng mộ nguyễn đức vân rồi dành trả luôn tiền cơm cho ông tưởng vị khách này nói đùa cho vui ai ngờ khi gặp thi sĩ phạm thiên thư người bạn vong niên này khi vừa gặp mặt cũng tặng luôn cho câu nụ cười của thầy giống hệt obama khiến cho nguyễn đức vân đành phải gật gù suy nghĩ có lẽ mình giống obama thật nay ở bên kia bán cầu, Obama đang làm tổng thống của nước Mỹ, thì bên này Việt Nam, Nguyễn Đức Vân say sưa ca hát, viết thơ, soạn nhạc, ngao du giữa rừng xìm chính mộng của một thị sĩ, tu sĩ tài hoa. Chia đất cho ma để chung sống trong hòa bình Dành riêng một tầng lầu làm nhà cho ma, rồi ký giao kèo với ma có nội dung, cùng sống chung yên ổn dưới một mái nhà, thì có lẽ trên cả nước Việt Nam, chỉ có mình gia đình ông Phạm Quang Tứ, sinh năm 1954, ngụ thôn Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Những câu chuyện của người đàn ông này kể về sự lạ trong nhà mình, đây những tình tiết khó lý giải, khiến người bạo gan cũng cảm thấy rợn rợn. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1999, khi gia đình ông Tứ đã dành dụng được một khoản tiền kha khá và quyết tâm xây dựng một ngôi nhà tại xã Điện Dương để vợ chồng cùng bốn đứa con có một chốn đi về ấm cúng tuy nhiên ngày ăn mừng ngôi nhà khang trang lại không thể diễn ra như dự định con lũ lịch sử năm ấy đã xô ập tường rào làm sụt lúng nền móng nhiều công trình phụ khác trong nhà buổi khánh thành nhà phải hoãn lại để sửa sang những chỗ hư hỏng rồi buổi khánh thành cũng không diễn ra nữa mà chỉ có mâm cơm gọi là dọn về nhà mới sau một khoảng thời gian cả nhà dọn về nơi ở mới vợ chồng ông bỗng cảm nhận được nhiều lục đục bỗng dưng nảy sinh mà vốn trước đây ở trong căn nhà tranh vách đất họ chưa từng gặp. Cứ mỗi lần ông đi công tác xa về là ba vợ lại hụt hạt vô lối, con cái cũng đâm ra hư hỏng, ăn chơi phá phách mà ba mẹ có dạy bảo cũng không nghe. Đỉnh điểm của những nỗi đau và rắc rối ập đến, ông Tử gọi như vậy là vào năm 2003. Ngay ngày đầu năm, ông bị tai nạn giao thông, nhưng lý do thì hết sức trời ơi. Khi đó ông đã cẩn thận đi bộ men theo sát lề đường, tránh xe cộ, nhưng chiếc xe gây tai nạn thì lại cố tình leo lề le tòng trúng phải ông, rồi thản nhiên chạy về lòng đường và chạy mất tích. Không ai phát hiện ra chiếc xe đó màu gì, người cầm lái có đặc điểm như thế nào. Liên tiếp những tai bay và gió xảy đến với gia đình, đến lượt mà mượn xác cô em vợ lên tiếng đòi nhà. Dù không mê tính, nhưng cuối cùng người đàn ông này cũng đành ngậm ngùi, dành tầng hai của căn nhà rộng khoảng 80m2, hoàn toàn dành cho những người thuộc về thế giới cõi trên sinh hoạt. Bắt gặp đầu tiên là căn phòng nơi người khách đến chơi lần đầu tiên rồi đã chết bất đắc kỳ tử. Đến nay vẫn giữ nguyên với chăn nệm, chiếu gối xếp ngay ngắn. Căn phòng phía sau là phần thờ gia tiên trong dòng họ. Riêng khoảng không gian rộng rãi phía trước, ông dành làm nơi ở của những người hương hồn từng nhập về, báo ứng cùng với một am thờ nhỏ. Ngồi kể lại những bất trắc đã trải qua khiến gia đình khốn đốn, bất giác ông bà Tứ thở dài. Cũng có thể chẳng có ma nào, mà đó chỉ là những tai ương liên tiếp không buông tha. Chỉ là cô em bỗng nhiên nói lãm nhảm vì say nắng, nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn cách này. Thôi thì có bị xem là mê tín hay gì đấy cũng được. Miễn sao những người trong gia đình thấy yên ổn, để chí thú làm ăn, sinh sống hòa thuận. Người chết thì đã chết rồi, và người sống đã lo vẹn toàn rồi, thì nay phải lo cho người sống mới là điều quan trọng. Dân làng thì người sợ sệt, cứ đi qua nhà ông lại nổi da gà cũng có người cười chê rằng thế kỷ 21 còn đâu quan niệm ma quái nên ông bà tứ rõ ràng là những người mê tính dị đoan. Sự thật về sương sọ Ngưu Ma Vương tại Thanh Hóa. Vừa qua trên một số báo có đưa tin về chuyện phát hiện ra sọ quái vật hay sọ Ngưu Ma Vương ở xã Thành Tân huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa. Theo tin đã đưa thì vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17, anh Quách Công Khánh ở xã Thành Tân trong khi xuống ao cá của gia đình để vớt cành cây thì đụng phải một vật lạ. Lúc đầu anh tưởng là vỏ quả dừa, nhưng quan sát kỹ, anh thấy đây là một hộp sọ rất kỳ lạ, khác hẳn những hộp sọ động vật mà anh từng thấy. Thông tin này khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến nhà của anh Khánh để được tận mắt thấy chiếc hộp sọ của Ngô Ma Vương. Bà Lê Thị Hương, Phó phòng văn hóa thông tin huyện Thạch Thành, gọi điện trao đổi với chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi yêu cầu bà chụp ảnh và đo đạt một vài kích thước gửi ra Hà Nội để xác định. Qua ảnh chụp thấy rất rõ, hộp sọ đã mất đi phần trước, hai phần bên, mất sân, không còn một chiếc răng nào. Chỉ còn rõ nhất phần xương chẩm, hai nửa sau của xương đỉnh, mỏng trăm và lỗ chẩm. Có lẽ vì vậy mà anh Khánh không nhận dạng được xương sọ của con gì. Qua ảnh chụp, chúng tôi cho rằng hộp sọ ở thành tân thanh hóa thuộc họ trâu bò trong phân bộ nhai lại. Động vật nhai lại là bất kỳ động vật móng guốc trong quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng diễn ra trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng đã ăn thức ăn thô và nuốt vào dạ dày. Giai đoạn thứ hai, chúng ở thức ăn đã phân hủy một phần trong dạ dày trở lại miệng để nhai. Phân bộ nhai lại bao gồm trâu, bò, dê, cừu, hưu cào cổ, bò rừng, hưu, nai, linh dương, vân vân. Sở dĩ chúng tôi xếp sọ tìm thấy vào họ trâu bò, vì quan sát ảnh chụp phía sau mà bà Lê Thị Hương gửi cho chúng tôi, rất giống với ảnh chụp sọ trưởng thành của loài bò hiện lưu giữ tại phòng môi trường, con người cổ tại viện khảo cổ học. Đặc biệt kích thước của lỗ chẩm gần như trùng khớp với nhau là 4cm. Nhà động vật học trẻ Nguyễn Anh Tuấn, viện khảo cổ học cũng thống nhất nhận định này qua sự việc trên chúng tôi đề nghị khi các địa phương phát hiện được những bộ xương động vật lạ cần thông báo với các cơ quan khoa học như viện khảo cổ học hội khảo cổ học việt nam viện sinh thái và tài nguyên sinh vật bộ môn động vật ở một số trường đại học để nghiên cứu và phát biểu có như vậy chúng ta mới tránh được những thông tin gây sự hiếu kỳ không cần thiết